Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Giác quan của da cũng đang từ từ hồi phục. Có thể cảm giác được ấm áp. Rượu và đồ ăn, ta thật là hoài niệm. Cổ thần đã chết. Cổ lực ở trên người dùng một ít là thiếu đi một ít. Tuổi thọ của ta cũng không còn dài nữa, dù sao bất cứ lúc nào cũng đều có thể chết. Không dễ gì mới có thể lấy lại được cảm giác, mới lấy lại được giác quan chi bằng trải nghiệm cảm giác làm người một chút. Rượu ngon. Một người già tên là Mãnh Huyền Thành đột nhiên quyết định không vội vàng đi chết. Thanh Châu, Trấn Hoàng Thổ. Khách quan đi thong thả, hoan nghênh lần sau lại ghé đến. Nhị muội, muội nói em rể lúc nào mới có thể quay lại, hắn không ở đây. Mấy thằng rảnh rỗi ở trong trấn đều chạy, đến cửa lại nhảy, nếu tiếp tục như vậy thì không được đâu. Chỉ có thể đợi thôi, với thân thủ của tiểu ai. Muốn kiếm một công việc dưới trướng của Tiêu Giao Vương có lẽ là không khó. Tính thời gian, em rể có lẽ cũng sẵn đến nhà rồi, chúng ta bắt đầu ăn thôi. Chờ thêm một chút, trời không còn sớm nữa, ta lo lắng hắn đã xảy ra chuyện rồi. Với thân thủ của em rể, làm gì mà xảy ra chuyện được. Trước đây có tặc nhân muốn trêu đùa muội, không phải cũng bị hắn đánh cho bỏ chạy rồi hay sao? Nghe nói hai ngày trước, bên ngoài trấn hình như là xuất hiện chuyện kỳ quạ, xuất hiện chuyện kỳ lạ, một đội quân thủy tăng chết ở trên quan đạo. Chỉ còn lại quần áo và xương khô, xung quanh cây cối toàn bộ đều khô héo, rất là bất thường. Ngoan, con đừng khóc. Cái thế đạo tồi tệ này, ở đâu mới là nơi dung thân của chúng ta? Nếu như không phải là đảo đầu lâu thiên sát kia, chúng ta có cần phải chuyển nhà hay không? Đợi chúng ta đi đến thành Lạc Phượng, ngày tháng có lẽ là sẽ tốt hơn một chút. Khi đánh trận chúng ta chạy trốn, nếu thật sự là không được. Cướp thuyền chạy đến ngoài biển, đợi cho thiên hạ thái bình rồi lại quay lại. Em rể về rồi. Khách quan, thật ngại quá, chúng tôi đã đóng cửa rồi. Khách quan, đừng xông vào đây. Ây à, đau chết mất thôi. Ây à, đau quá đi, đau quá đi. Hắn là người của đảo đầu lâu. Lão già, ngươi làm ta bị thương rồi. Lão già chết tiệt, đền tiền. Nếu như ngươi không cho ta một lời giải thích, hôm nay ta sẽ liều mạng với ngươi. Biểu ca đừng nói nữa. Để ta đến chào hỏi. Còn không nhanh đi đi.